Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Thưa quý vị, khi chúng ta muốn tìm hiểu thêm về lịch sử thế giới thì chúng ta có thể mở những trang sách ra. Nhưng đặc biệt với lịch sử của Việt Nam thì có nhiều bạn trẻ có thể tìm hiểu trực tiếp ngay trong gia đình của mình. Thưa quý vị, những câu chuyện của chúng ta nói về hành trình đến tự do và vươn tới đều là những câu chuyện đáng ghi lại trong lịch sử người Mỹ gốc Việt. Và nhân dịp này, Sophie Bảo Trân xin mời quý vị cùng gặp ông Kevin Cabra, là trưởng ban sưu tầm của Viện Bảo tàng Di sản Quận Cam, the head of collections and curator at the Heritage Museum of Orange County. Và hôm nay ông sẽ giới thiệu cho chúng ta và nói về cách để sưu tầm những bề dày lịch sử 40 năm lưu vong tại hải ngoại của cộng đồng người Việt chúng ta. Hi, how are you today? Thank you so much for being here. Well, thank you for having me. It's my pleasure, and thank you for having me. Yes, I'm excited to be here. Great. Now, what I was mentioning earlier to the audience, many people, when they want to learn about history, world history, they can open a book. But especially with the history of the Vietnam War, many young people today can actually turn to their own family members to get a first-hand recollection. And all of these stories, in my opinion, are deserving of being preserved into the American story. So as a head of collections and as a curator of the Heritage Museum of Orange County, can you let the audience know a fun way to preserve these stories? Yes, definitely. So what I brought with me today is what we call a travel suitcase. And this is a fun interactive project that I've done with some past students. And like you said, that a lot of times to learn history, you open up a book. Mm-hmm. And it's like, you know what, books can be fun, books can be can teach you a lot, but it's also kind of getting that interactive component to learning. Mm-hmm. And so, especially when you have family members that are still alive, mm-hmm. That have gone through a very unique or maybe tragic experience. And so what we had in mind with this travel suitcase is a way of documenting a story of a specific person that had a travel to America. Vâng, thưa quý vị, với cách mà mình làm một cái vali nói về những hành trình và nói về lịch sử của những người trong gia đình mình là một cách để học hỏi một cách vui. Không chỉ mình học từ sách vở thôi, nhưng mà với cái hoạt động này thì các bạn trẻ có thể lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. So basically the whole premise or the whole idea behind this travel suitcase, and this would be for the Vietnamese community, would you would interview a family member. So it'd be intergenerational, which is really good for the younger generation to really kind of get to know and experience what of their older generation family members had to go through to get to the United States from Vietnam. And essentially what you would do is you would interview I'm a family member, and you would create a travel suitcase. So this is an already furbished travel suitcase. We just got an empty shoebox, and we glued on brown construction paper. These are some brown sticky strips, so you can kind of get that shoebox feel. And then inside, we got some cloth, so you can get your cloth inlaying. And essentially what you're going to do is you would interview your family member, and you would put a 3x5 sticky card kind of explaining who you would interview and their kind of their story. But then inside their shoebox, you can also incorporate photographs, maybe something that they brought with them from Vietnam into here. So you would be you're basically sharing their story, not through a book or not through words, but through this suitcase. I see. So, kính thưa quý vị, với vali hành trình đến tự do này, thì quý vị thấy như đây là một cái hộp giày, a shoebox.
Và các bạn có thể bỏ những cái brown bag, là cái bao mà nâu mà thường thường mình được khi mà mình đi chợ đó, thì mình có thể gói lại với cái bao màu nâu, rồi xong rồi mình có thể thì tùy theo cách mà mình muốn design cái hộp của mình, cái vali của mình, thì ở trong thì ông lại bỏ những cái miếng vải. Thì sau khi mình làm được cái vali này, thì ông nói rằng là chúng ta có thể phỏng vấn người thân trong gia đình của mình, và mình viết một trên một cái 3x card, 3x5 card, và mình có thể gắn lên ngay đây để cho mình viết lại những cái câu chuyện ngắn của người đó, summarize lại. Xong rồi sau đó mình có thể bỏ những cái souvenir, những cái di vật trong cái vali này, để cho mình không phải là chỉ mà mình nói lên cái lịch sử thôi, nhưng mà mình được thấy luôn. So what I said that instead of just telling, this is a chance for the youth to also show their family history. Exactly, that's exactly what it is. So you're showcasing your family's story, but at the same time, you're kind of interacting the visitor with some other personal artifacts about your family. And it's really neat, because usually what happens is that you will have other people who have experienced that same thing, or maybe their family experienced the same thing. So it really kind of triggers other memories as well. Yeah. So it's a travel suitcase, and you're showing off, you're preserving that family history. But then it also kind of teaches you, and it's also teaching these young students through a kind of a fun activity. Vâng, thưa quý vị, những hoạt động của các trẻ em hôm nay sẽ giúp cho các bạn trẻ tiếp thu những kinh nghiệm sống, những di sản quý báu của cha ông để lại, đồng thời cũng là dịp cho các bậc tiền nhân chia sẻ những kinh nghiệm thực tế sau 40 năm sống tại hải ngoại. Đó cũng là nhịp cầu để kết nối hai thế hệ, và cũng là di sản kế thừa của thế hệ sau. Và thưa quý vị, như quý vị cũng có nghe vừa qua, trong tháng 4 sắp tới ngày 25, thì tại Camp Pendleton thì Little Saigon TV rất hân hạnh sẽ có một chương trình nói về 40 năm kỷ niệm của người Việt Mỹ tại hải ngoại. Thì nơi đó thì chúng ta sẽ có những cái đóng góp của rất là nhiều organization của cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như là những organization Mỹ. The Heritage Museum of Orange County will be collaborating with Little Saigon TV to have these suitcases displayed. Thì những cái vali này sẽ được trưng tại Camp Pendleton để cho nói lên những cái câu chuyện của cộng đồng người Việt chúng ta. Quý vị có thể đến Little Saigon TV để pick up những cái shoebox này, những cái hộp giày này, nếu mà quý vị không có hộp giày ở nhà. Và sau khi các bạn trẻ lại làm xong những cái vali hành trình này, thì các bạn có thể đến Little Saigon TV và gửi tại Little Saigon TV, và chúng ta sẽ đem tới tại Camp Pendleton vào ngày 25 tháng 4. Và sau cái chương trình thì các bạn sẽ được cái vali trở lại để cho các bạn giữ để làm kỷ niệm. Và thưa quý vị, một lần nữa, thank you so much for being here, and do you have anything else to say? I'm glad to partner and collaborate with Little Saigon TV. You know, our mission at the Heritage Museum is to really kind of preserve Orange County culture, but it's not necessarily preserving culture going back years and years, you know, 1800s and stuff. But you know, as demographic shifts and you have new migrant communities come in, we also really want to kind of preserve that history as well. So it's my pleasure to work with Little Saigon TV and really hopefully get the Vietnamese community more involved, and we can do more projects in the future at the Heritage Museum, really kind of highlighting and showcasing the history of the Vietnamese community. Thank you so much. Vâng, một lần nữa, Sophie Bảo Trang xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Saigon TV.